Xin chào cả nhà, em lên sóng con máy lọc khí Saab, gọi là cái dòng ngon bổ rẻ nhưng mà đét cao, đủ cho các bác dùng cho một cái phòng ngủ. Đấy. Công năng tính năng đầy đủ, full tính năng lọc khí bù ẩm, khử mùi, diệt khuẩn, mẫu mã đời mới, nhỏ gọn đẹp. Con này về hình thức thì cái mặt này các bác nhé, nó là cái mặt vỏ nguyên. Đấy thì khi các bác nhìn hình đây này thì qua camera thì nó cũng sẽ sáng hơn một chút, nhưng mà thực tế thì là nó cũng hơi ngả màu đi một tí rồi. Đấy vì em không sơn. Đấy, hình thức nói chung nó ở mức bình thường. Cái dòng nhựa này mà khi mà để nó sẽ tự bị ngả đi một chút. Đấy là khi cố bán hàng thì làm sao mà cố gắng để quay cho các bác mà mô tả nó trung thực nhất. Đấy, hình thức ở mức bình thường các bác nhé. Chứ còn bác nào bảo là muốn nó sáng trắng lên như cái phần này thì nó phải sơn. Đây là phần kiểu như dạng nhựa mica, còn các cái phần này thì đấy, em quay em bán làm sao để các bác nhìn rõ nhất. Đó. Vì không sơn thì cho nên nó chỉ màu nguyên bản nó như vậy thôi. Đấy, chiếc này thì em bán có 1,5 triệu, bảo hành 1 năm, tặng kèm một cái voucher 300.000 cho bác nào mua hàng lần tiếp theo nhé. Bên em chỉ tặng cho lần mua hàng tiếp theo thôi, chứ còn lần này mua hàng thì em không trừ giá đâu ạ. Mã máy số 1, full tính năng. Đấy. Năm sản xuất 2018, 26W siêu tiết kiệm điện. Nếu mà dùng chế độ tự động Eco thì chỉ có khoảng 10W một giờ thôi. Một em máy KC30T5. Đấy, tất cả các cái đồ này, kể cả Daikin hay là Panasonic hay là Daikin đều sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc đó nhá. Sản xuất về Nhật thì điện 100V này thì nó là của thị trường Nhật. Đấy, mình phải lưu ý như vậy. Cũng nhiều bác lại bảo là em bán máy Trung Quốc. Đấy. Về phần đằng sau đây ạ, màng lọc của nó theo zin theo máy còn khá là ok này các bác nhé, vẫn còn khá là đẹp này. Đấy. Quay thực tế, nói chung là quay cho các bác thực tế mình, để tránh cái trường hợp là bên em bán đến thì các bác thắc mắc hay cái gì đó thì thôi em cứ quay chi tiết. 1,5 triệu cái máy thôi, nó không nhiều nhận gì, nhưng mà tránh trường hợp là mình mất uy tín. Các bác bảo em bán nó không đúng sự thật hay này nọ thì em không muốn cái điều đấy nó xảy ra. Làm sao mà khi nhận hàng thì cả hai bên đều phải vui vẻ đúng không ạ? Người bán cũng vui nhưng mà người nhận hàng thì cũng phải là vui vẻ. Có sao thì mình bán vậy thôi. Không có... Còn nhiều khi hàng bãi các cái tiểu tiết thì các bác bỏ qua cho em nhé. Có những cái mà mình phải chấp nhận với những cái tiểu tiết của nó. Cái màng ẩm này còn rất là mới đấy con này. Bình nước bù ẩm đầy đủ. Tính năng của con này thì phun là báo phần trăm độ ẩm này. Hôm nay độ ẩm miền Bắc rất là cao, 93%. Ion này. Có cả hẹn giờ này. Báo được cả sang độ nhiệt độ này. Các cái tốc độ lọc không khí này, nhanh chậm tự động các kiểu này. Đây là chế độ lọc nhanh, giữ 3 giây thì nó là tắt hết đèn. Tắt bật nguồn, công nghệ ion, hãng Saab. Con này khá là nhỏ gọn, mỏng lắm, mỏng dính luôn. Đây là mặt thổi khí. 1,5 triệu các bác nhé, bảo hành 12 tháng, đầu biến áp điện 220V rồi. Con này ship đi toàn quốc là mất 100.000 ạ. Đây, các bác cần thì các bác ủng hộ bên em nhé, có liên hệ cho em theo hai số điện thoại này. Các bác có thể ấn like hay chia sẻ giúp em cái kênh nhé. Chào các bác.